đâu mọi người. Bây giờ là 11 giờ 19 phút, là gần mấy là gần 12 giờ rồi. Ở ngoài trời thì đang mưa, nhưng mà Sophie chưa có buồn ngủ, cho nên là Sophie quyết định sẽ làm một việc mà Sophie đã suy nghĩ nguyên cả ngày hôm nay, là Sophie sẽ tự cắt mái. Cho nên là bây giờ Sophie quyết định Sophie sẽ tự cắt tóc mái. Đây là tóc hiện tại của Sophie. Bây giờ thì cái đầu nó hơi bị bớt á. Sophie thì không có để mái, chỉ có hơi để cái phần này đi xuống. Nhưng mà bây giờ nó đã rất là dài rồi, mọi người có thể thấy nè. Hôm nay Sophie đã nghiên cứu về một vài video trên YouTube và nhìn nó có vẻ là khá là dễ dàng. Sophie có một cây kéo cắt tóc hẳn hoi luôn nha mọi người. Kéo này rất là lâu rồi. Hồi đó Sophie muốn mua để Sophie tự cắt mái, nhưng mà rốt cuộc Sophie đâu có bao giờ để mái đâu, cho nên chưa bao giờ xài cái kéo này cả. Đồ nghề thứ hai Sophie thấy trên mạng bảo là một cây lược như thế này. Sophie sẽ cố gắng để không nói nhiều, tại vì nói nhiều thì khi edit sẽ rất là mệt, mà video cắt tóc thì cũng đâu có gì để nói nhiều đúng không mọi người. Ok, Sophie để cái gương qua đây. Sophie coi trên mạng là mình phải làm một cái hình tam giác. Rồi trước giờ Sophie rất là ít khi để mái ngang á, tại vì Sophie cảm giác nó làm mặt Sophie bự ra mọi người. Ý là mặt Sophie lúc nào chả bự, nhưng mà kiểu Sophie có cảm giác là mình sẽ hối hận á mọi người. Chắc là Sophie không biết mình có làm đúng không nhờ. Nói chung là Sophie sẽ cắt dài trước để trừ hao ra. Trời, tới cầm kéo còn không biết cầm nữa. Để một cái tờ giấy để hứng. Cắt không có trúng tóc. Mọi người thấy không, nhìn nó hơi nhem nhỏ rồi nè. Sophie có cảm giác là Sophie sẽ phải ra tiệm cho người ta sửa lại. Bây giờ nó bị chẻ hai bên rồi. Ngắn. Trời ơi, Sophie cảm thấy nó hơi bị sai đó. Cái này đi không? Nó bị méo. Bây giờ Sophie sẽ kéo rồi, hình như là nó bị méo. Không sao, hình như nó hơi bị ít thì phải. Thôi bây giờ mình cứ làm đại đi, tại vì Sophie cũng Sophie thấy trên clip thì người ta cắt thành công á, cho nên người ta không có bảo là khi sao mình phải sửa như thế nào. Ok, cho nên là bây giờ tụi mình chắc phải tự sửa thôi. Khó cắt quá à. Hình như là để như vậy. Chết rồi. Ok, nó bị rất là méo luôn á. Bây giờ Sophie sẽ đi giặt cái phần mái này, và Sophie sẽ sấy nó lại để coi như thế nào. Mái tóc nó vẫn bị loạn xạ như thường ấy. Ôi, chết rồi, làm sao đây nhờ. Trời, Sophie không biết bắt đầu từ đâu luôn ấy. Đúng là chơi dại. Ra ngoài tiệm cắt có phải nhanh không? Chứ rồi mình không thấy cái hình tam giác đâu hết trơn. Hello mọi người, Sophie đã cố gắng sửa chữa. Nói chung là nhìn bây giờ cũng
khá là ra dáng rồi. Nhưng mà cái phần này nó còn dài quá làm sao Suvi không có thấy đường á. Chắc Suvi sẽ tỉa ngắn lại thêm một miếng nữa. Mà nhìn nó, tại nói sao ta, tại cái phần này nó nhiều tóc quá nè, cho nên là nhìn cái chỗ này tự nhiên nó bị dày quá. Suvi chỉnh hoài mà có vẻ nó cũng không khá được hơn bao nhiêu hết. Chắc mà Suvi sẽ phải gọi đầu xong rồi chỉnh cái đống này lại quá. Quá thất bại luôn á mọi người. Thật ra thì Suvi cảm thấy là nếu mà Suvi chụp hình selfie thì nó sẽ ok á, nhưng mà kiểu nó mà để cột tóc đi làm á, Suvi cũng không biết xử lý như thế nào nữa nè. It's so fail. Sai. Tại thật là sau khi cắt xong thì nhìn nó như vậy. Nhưng mà nhìn cũng không có ghê như Suvi tưởng tượng, nhưng mà nó khó mọi người. Actually là ngày mai Suvi sẽ gọi đầu và Suvi sẽ cho mọi người xem là sau khi gọi đầu nó có khá hơn không. Oh my god. Mọi người nhìn đống tóc của Suvi nè, kinh khủng chưa? Messy dễ mang luôn. Oh my god. Ngày mai phải xúc bụi nữa. Hi. Hôm nay là ngày hôm sau. Suvi đã gọi đầu rồi sấy tóc nè, xong rồi kiểu cũng chỉnh lại chút xíu. Và đây là kết quả cuối cùng. Đó, nhìn bên hông thì sẽ như thế này. Bên này thì sẽ như thế này. Nói chung là Suvi cũng không biết nữa. Suvi sẽ để mọi người tự đánh giá ở phần comments là cái này gọi là kiểu thành công hay thất bại. Mọi người thấy sao? Hợp hay không hợp? Suvi cảm thấy cái máy này nè, nó cần kiểu cái maintenance của nó cực quá à. Nếu mà muốn nó đẹp á, mọi người phải sấy tóc nè, phải gọi đầu nè, phải không được bị bớt nè, phải cầm cái lược lúc nào cũng phải chảy thì cái nếp nó mới vào và nó mới nhìn nó không có bị lộn xộn đó. Mình chỉ cần sơ suất một cái là nó sẽ như thế này. Đó, cho nên Suvi cảm thấy cái máy này đỡ rất là cực. Nói tóm lại, mọi người nên đi ra tiệm cắt cho nó lẹ. Cảm ơn mọi người đã xem video tới đây. Suvi cảm thấy đây là một video rất là vô bổ. Hy vọng là mọi người thích video này. Mọi người thích video đừng quên cho video thumbs up và comment ở dưới xem là kiểu tóc này có hợp với Suvi hay không. Nói chung là hợp hay không hợp thì cũng đã cắt rồi, đâu làm gì được đâu. Cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong một video nào đó khác. Bye bye.